Chào mừng các bạn đã quay trở lại với hôm nay có gì hot ngày 29 tháng 9 và sau đây sẽ là những tin tức nóng nhất trong ngày mà các bạn không thể bỏ qua. Một trong những lý do mà người dùng iPhone luôn bị giữ chân bởi dòng điện thoại này và không dám chuyển sang sử dụng Android chính là iMessage. Trong khi người dùng Android thì từ lâu đã mong đợi là iMessage sẽ có mặt trên nền tảng của mình thì Apple lại tỏ thái độ mình không thích thì mình không cho thôi. Thế nhưng giấc mơ này có lẽ là sẽ trở thành hiện thực khi ứng dụng iMessage for All, tạm dịch là iMessage cho tất cả mọi người, sẽ chính thức ra mắt vào tuần sau. Ứng dụng này sẽ cho phép người dùng tin nhắn iMessage ngay trên chiếc điện thoại Android của mình, hỗ trợ nhiều tính năng chẳng khác gì iPhone. Tuy nhiên thì để có thể hoạt động được thì các bạn vẫn cần một thiết bị chạy iOS 5 trở lên đã jailbreak hoặc một chiếc máy Mac cũ để làm cầu nối trung gian giữa server Apple và máy Android. Nghe thì có vẻ hơi tốn tiền và phức tạp, nhưng mà nếu chúng ta mua một chiếc iPhone cổ như là 3GS hay là iPhone 4 CDMA giá vài trăm nghìn để vừa chơi vừa dùng làm server iMessage thì nó cũng rất là tiết kiệm và cũng đáng để thử đấy chứ nhỉ. Sau khi BlackBerry Việt Nam chia sẻ là sẽ sớm quay trở lại thị trường nước ta thì cùng lúc đó CEO John Tran đã xác định rằng hãng sẽ ngừng việc tự sản xuất điện thoại mới, thay vào đó là sẽ chuyển sang thuê các công ty khác làm hộ. Bằng cách này thì BlackBerry sẽ giảm được rất là nhiều chi phí trong việc phát triển sản phẩm và nâng cao doanh thu cho các khoản đầu tư. Trên thực tế thì chiếc D-Tech 50 mới được ra mắt gần đây thì cũng chỉ là phiên bản đổi tên của Alcatel Idol 4, vốn cho TCL sản xuất. Sắp tới thì BlackBerry cũng sẽ có kế hoạch ra mắt thêm một mẫu máy mới mang tên là D-Tech 60, sở hữu cấu hình mạnh hơn với Snapdragon 820. Đây cũng sẽ tiếp tục là phiên bản đổi tên của chiếc TCL 950 vốn vừa được ra mắt vào ngày hôm nay. Nếu như các bạn cảm thấy thất vọng vì tất cả những chiếc BlackBerry giờ đây thì đều made in China thì đừng lo nữa, bởi một lô máy BlackBerry Passport giá siêu rẻ chỉ gần 6 triệu đồng đã cập bến nước ta. Mà lô Passport này thì chất khỏi nói rồi, đã mới tinh khôi nguyên hộp thì lại còn toàn made in Mexico cả đó nha. Tuy nhiên thì có một vấn đề nhỏ nhỏ là những chiếc máy này sẽ sở hữu bàn phím AZT chuẩn của Pháp chứ không phải là QWERTY truyền thống. Để làm quen với bàn phím này thì chắc chắn là sẽ tốn khá thời gian. Thực sự mà nói, Passport không phải là một chiếc smartphone dành cho tất cả mọi người do kiểu dáng vuông vức khó cầm nắm và hệ điều hành BB10 cũng không thật sự phổ biến. Thế nhưng mà với các BB fan trung thành thì đây chắc chắn là một chiếc máy phải có trong bộ sưu tập của mình. Cầm chiếc Passport trên tay cảm giác phong cách hẳn so với những chiếc iPhone, Samsung, Oppo đầy rẫy ngoài kia. Cơ mà quảng cáo thế thôi chứ Xiaomi cũng không có hàng bán đâu, cho nên là các bạn chịu khó tìm kiếm Google chỗ bán nha. Và vừa rồi là những thông tin hot nhất trong ngày 29 tháng 9. Hẹn gặp lại các bạn vào hôm nay có gì hot ngày mai và chúc các bạn ngủ ngon.